Sanaiye Parisa Yamanche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dí hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày rời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 40 năm hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa âm phổ cập, đám mưa lành tưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh đài thuyết pháp noi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn mi, tối mê cầu đẳng trí chi vẹn toàn. Nam mô Bụt tha dạ, Nam mô Tham ma dạ, Nam mô Sang kha dạ. Dạ con xin kính thỉnh sư Pháp Thanh cho chúng con buổi pháp ngày hôm nay ạ. Con xin dâng mic đến ngài để ngài thử mic, rồi sau đó con sẽ đọc phần chánh kinh ngày hôm nay. Con kính chúc toàn thể đạo tràng buổi học pháp được an vui tấn hóa. Dạ con kính dâng mic đến Thượng tọa Pháp Thanh. Nam mô Bụt tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư đại đức tăng. Kính chúc các ngài pháp thể an ngang và chào tất cả quý tôn nữ, quý phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần tương ưng bộ kinh phẩm thứ hai, cái bài thứ 10, không có con. Cảm ơn cô Như Hoàng đã bót bài. Xin cô Pháp Nguồn Lộc Gia Quan Hỷ đọc phần chánh kinh, sau đó sư sẽ giải thích ý nghĩa của cái câu Phật môn này. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt tha giá. Dạ sa thú, sa thú. Dạ con xin phép thay mặt đạo tràng đọc phẩm chánh kinh ạ. Kinh Tương Ưng Samyutta Nikaya, chương 3, Tương Ưng Cô Sa Lá, phẩm thứ 2, bài 10, không có con. Rồi vua Pasenadi nước Cô Sa Lá giữa trưa đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Cô Sa Lá đang ngồi một bên: Thưa đại vương đi đâu lại giữa trưa như thế này? Ở đây bạch Thế Tôn, có triệu phú gia chủ Sawatthi bị bệnh, bị mệnh chung, và con đến để xem tài sản của vị không có con ấy được trở vào nội thành. Bạch Thế Tôn, có đến 8 triệu đồng tiền vàng, không nói đến tiền bằng bạc. Bạch Thế Tôn, tuy vậy đồ ăn của vị triệu phú gia chủ ấy lại chỉ gồm có cháo tấm chua ngày hôm sau hôm qua để lại, còn vải mặc chỉ mang vải gai may thành 3 tấm, còn xe thì đi xe nhỏ cũ kỹ và hư nát, có gắn 8 tre bằng lá. Thật như vậy thưa đại vương, thật như vậy thưa đại vương. Thưa đại vương, vị triệu phú gia chủ ấy thuở xưa đã bố thí đồ ăn khất thực cho một vị bích chi Phật tên là Tắc Gá Rá Xích Khí. Vị ấy nói, hãy bố thí cho vị Sa Môn. Nói xong, vị ấy từ chỗ đứng dậy rồi bỏ đi. Nhưng về sau, vị ấy hối tiếc nói rằng, tốt hơn các ngươi phục dịch hay làm công ăn đồ ăn khất thực này. Và hơn nữa, vị ấy đoạt mạng sống người con độc nhất của người anh vì tài sản của người ấy. Thưa đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy có bố thí đồ ăn khất thực cho vị độc giác Phật tên là Tắc Gá Rá Xích Khí, cho do kết quả hành động vị ấy được sanh 7 lần lên thiệt thủ thiên giới, do kết quả dư hưởng còn lại vị ấy được làm nhà triệu phú 7 lần ở Sawatthi này. Thưa đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy sau khi bố thí về lại hối tiếc nói rằng, tốt hơn các người phục vụ hay làm công ăn đồ ăn khất thực này. Do kết quả của hành động ấy, tâm của vị ấy hướng về món ăn không được tốt đẹp,
tâm của vị ấy hướng về các đồ mặc không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về các xe cộ không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về sự thọ hưởng năm dục công đức không được tốt đẹp. Thưa đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy đoạt mạng sống người con độc nhất của người anh vì tài sản của người ấy, do kết quả hành động của vị ấy bị nung nấu ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều trăm ngàn năm, do kết quả dư hưởng còn lại, gia tài không con 7 lần, phải nhập vào công khố của vua. Thưa đại vương, đối với người triệu phú gia chủ này, các công đức cũ bị đoạn diệt và công đức mới chưa được chứa cấp thêm. Và nay, thưa đại vương, người triệu phú gia chủ đang bị nung nấu trong địa ngục Maharurua. Bạch Thế Tôn, như vậy, người triệu phú gia chủ đã sanh vào địa ngục Maharurua. Thưa đại vương, như vậy người triệu phú gia chủ đã sanh vào địa ngục Maharurua. Lúa tài sản vàng bạc hay mọi vật sở hữu, nô tỳ và lao công, các mạng sống tùy thuộc, vị ấy phải ra đi, không đem theo được ai, tất cả phải bỏ lại khi ra đi một mình. Chỉ có các hành động về thân miệng và ý mới thật thuộc vị ấy, mang theo khi ra đi. Nghiệp ấy theo vị ấy như bóng không rời hình. Do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, làm hậu cứu cho người. Dạ, con đã đọc xong phần chánh kinh. Con xin dâng mic lại cho sư để sư thuyết giảng bài chánh kinh ngày hôm nay ạ. Con kính dâng mic đến sư. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ga Giá. Dạ, cảm ơn cô Như Quang và cô Pháp Môn Lào Ca rất nhiều đã bóp bài và đã đọc phần chánh kinh. Và trước khi vào thời giảng giải chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh hướng về Tam Bảo làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Dhamma Giá, Nam mô Sangha Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đã diệt tận đông hình và phiền não, Ngài đã bài bày gãy bánh xe sanh tử luân hồi, thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo luôn luôn dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh, những ai thực hành đúng theo chánh sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo gồm hai bậc, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão, cầu mong các ngài Phật thể ca ngang, chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát của ngài vị lai. Nam mô Bụt Thà Giá. Thì cái số 9 và cái số 10 này nó có trùng lặp với nhau, nhưng mà cái câu thứ 10 này đó thì có nói đến cái nhân từ quá khứ của cái vị mà bá hộ này. Thì vào thời quá khứ, cái vị bá hộ này cũng là một cái người giàu có. Thì có một lần có vị Phật độc giác đi trì bình thất thực. Thì cái vị này đi ra ngõ thì thấy vị độc giác đi đến.
thì ông ta mới sai những cái người gia nhân của mình đó lấy chật thật ra để bát cho cái vị Phật độc giác. Thì sau khi mà đi một đoạn rồi ông ta mới sực nhớ là mình quên cái gì đó, ông ta mới quay trở lại. Ông ta quay trở lại thì lúc đó là những cái người gia nhân của ông ta đem những cái vật thực để bát cho cái vị Phật độc giác. Ông ta mới nói là tụi nó đem cúng dường cho ông cái gì. Thành ra cái vị Phật độc giác phải mở cái bình bát ra để cho ông ta nhìn vô. Ông ta thấy những cái món vật thực mà những cái người gia nhân của ông ta đem ra để bát cúng dường á, thì ông ta khởi lên cái tâm hối tiếc. Trong tâm ông ta mới suy nghĩ rằng trời ơi, những cái vật này còn ăn được, còn tốt, mà sao đem đi cúng chi? Cúng mấy ông này, mấy ông ăn, ông thơ ở không, chứ mà ông đâu có làm gì đâu. Những cái vật thực này để dành cho cái tụi gia nhân nó ăn rồi nó làm công việc còn tốt hơn. Chính vì cái suy nghĩ hối tiếc mà khi ông ta cúng dường á, thành ra đó cái phước cúng dường thì nó cũng có, nhưng mà cái tâm mà hối quá thì nó là cái nhân để cản trở hưởng được cái phước báo. Rồi trong một kiếp sống quá khứ thì ông ta cũng đã phạm cái tội giết người. Tức là quý vị biết rằng theo cái phong tục á, thì cái tài sản của cha, khi mà người cha mất thì cái người con á sẽ được thừa hưởng. Ông ta là em của cái người này, cho nên là ông ta mới rắp tâm là giết cái đứa cháu của mình đi, tại vì cái người anh nó có một đứa con trai duy nhất thôi, cho nên á là ông ta cố rắp tâm hại chết cái đứa cháu của mình, để khi mà người anh chết á, thì ông ta sẽ được là cái người thừa kế. Tại vì khi mà cái người mà chết rồi đó còn là cái tài sản, mà nếu mà không có con trai á thì cái người em á, người em ở trong gia đình á, người em trai trong gia đình sẽ thừa kế cái tài sản đó. Cho nên vì cố giết cái người cháu để mà chiếm đoạt cái tài sản đó. Chính những cái nhân bất thiện này đó mà trong nhiều kiếp sống ông ta sinh ra làm cái người giàu có, nhưng mà không có hưởng được. Rồi sao? Rồi á là phải cái do cái nhân mà giết cái đứa cháu nữa, cái nhân bất thiện nó nặng nề. Ông ta phải trả quả ở trong những cái kiếp sống ở trong địa ngục Do đó là khi mà ông ta sanh lại làm người, mặc dù là sanh ở trong những cái gia đình giàu có, nhưng mà ông ta không có được hưởng cái tài sản gì đó Ăn thì ăn những cái thức ăn thô xấu Rồi mặc thì mặc đồ thô xấu, rồi đi xe thì những cái xe nó cũ kỹ mục nát Cho nên nó là do cái những cái nghiệp quá khứ ông ta hối tiếc để những cái vật thực đó cho những cái người tôi tớ đó ăn còn lợi ích hơn Cho nên á, chính vì cái tác ý mà bất thiện, thiếu sự tôn trọng, thiếu sự cung kính đối với các cái bậc mà có giới hạnh á, do cái quả đó mà ông ta phải gánh chịu những cái đời sống khổ sở, mặc dù là
là tiền của, tiền của rất là nhiều à, nhưng mà do cái tâm bỏng sản nó cản trở ha, cho cái nghiệp xấu nó cản trở, ông ta không có được hưởng gì hết ha. Rồi à, do giết đứa cháu mình để cái đoạt cái tài sản đó, thì cái tài sản này đó ông ta không có người thừa tự ha. Cho nên là 7 lần á, ông ta sinh ra làm cái vị bá hộ ở cái kinh thành Sa Quả Thí, nhưng mà điều cái đó là cái tài sản đó là cũng khi mà ông ta chết là bị nhà vua lấy hết ha. Đó, thành ra là chính những cái tác ý à, những cái tác ý nó tạo thành cái nghiệp. Thì trong đời sống á, chúng ta tạo nghiệp qua cái gì? Là thân ha, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Đó, nếu mà cái sự suy nghĩ tốt đẹp, khẩu nói lời tốt đẹp, thân làm những điều tốt đẹp à, lợi mình lợi người ha, đó thì đó sẽ đem đến những cái quả lành. Còn nếu mà à, ý xấu rồi miệng nói những cái lời không có được tốt đẹp, thân làm những cái điều không tốt đẹp thì sao? Thì đó là những cái chủng tử bất thiện à, nó sẽ đem đến cái hậu quả khổ đau à. Thì thường thường là phàm nhân là hay tạo trữ những cái này là vì sao? Vì không có sự hiểu biết cho nên thấy cái lợi à, thấy cái lợi trước mắt mà không có biết thấy được cái hậu quả à. Cho nên là ta nói là à, Bồ Tát thì sợ nhân à, phàm nhân thì sợ quả à, khi mà cái quả nó trổ xanh thì kêu la than khóc à, nhưng mà khi mà tạo những cái nghiệp thì không có biết, cho nên nó là người ta chỉ vì những cái món lợi trước mắt ha, chỉ nghĩ cái lợi trước mắt mà không thấy cái khổ đau tai hại lâu dài, cái hậu quả à, về sau. Cho nên nó là người ta làm theo cái sự suy nghĩ à, cái thấy cái lợi trước mắt mà không có suy tính cái quả lâu dài à, thì quý vị thấy rằng ở trong cái xã hội bây giờ cũng vậy không? Người ta biết rằng làm những cái việc bất thiện à, đi buôn bán những cái xì ke ma túy à, những cái chất đó là những cái chất cấm ở trong bộ luật, thì những cái người mà buôn bán những cái chất này đó thì sẽ gánh lấy những cái tội rất là nặng nề à, có khi đến tử hình à. Nhưng mà đó họ vì ham lợi lộc à, cho nên làm liều à, nhắm mắt đưa chân, rồi đến khi mà cái hậu quả à, khổ đau đó thì lúc đó họ hối tiếc ăn năn à. Nhưng mà đó hồi lúc mà ấy thì chỉ thấy cái lợi à, cái lợi là bị gì buôn bán những chất này thì nó lợi rất là cao, bởi vì ít người dám làm á, mấy người này là họ suy nghĩ là liều mạng à, kể đó, làm đại để rồi mình làm chiến rồi có một ít vốn rồi cái mình kiếm những cái nghề
khác mình lương thiện để mình làm ăn. Nhưng mà đó, nhưng mà đâu có dễ dàng như vậy, thấy không? Đó, cho nên khi mà bị giam cầm rồi bị xử tội đó, thì lúc đó hối tiếc đau khổ cũng muộn màng nha. Cho nên là khi mà chúng ta may mắn chúng ta học tìm hiểu được giáo pháp, tìm hiểu lời dạy của Đức Phật nha, thì chúng ta phải tránh xa những cái nhân xấu, những cái ác bất thiện pháp. Dù là cái bất thiện này đó nó nhỏ nhen, mình cũng phải mình cố tránh ha. Đừng có khinh thường bữa nay á mình làm một cái việc bất thiện nhỏ ha. Nhưng mà sao dần dần nhá, người ta nói sao mà ăn cắp thì quen tay. Mới bắt đầu á thì mình lấy một cái món vật nhỏ mọn, cái giá trị thấp, không sao. Mai mốt lấy cái đồ nó hơi cao chút, cũng không sao. Đến chừng mà những cái vật mà mình trộm cắp nó, cái giá trị nó cao á, thì sao? Thì lúc đó sẽ phạm vào cái luật pháp đó, rồi bị xử tội ha. Thành ra ngay từ đầu mình phải ngăn chặn những cái vật nào mà có chủ, dù là vật nhỏ nhất mình cũng không nên phạm ha. Rồi cái con vật dù mà nó nhỏ bé nhất ha, con kiến, con muỗi rồi cái nọ đó mình cũng không nên giết. Tại vì á mình khinh thường, mình xem thường, ôi giết con kiến có gì đâu, giết con muỗi có gì đâu. Nhưng mà chính vì cái dễ vui nó dẫn dắt lần tới ha. Đến một lúc thì mình phạm những cái tội lỗi nó nặng nề ha. Chính vì vậy mà Đức Phật mới khuyên là không làm mọi điều ác, dù cái điều ác nó nhỏ nhoi, giết những con kiến, con mối, con muỗi rồi chẳng hạn, mình cũng không nên giết ha. Mà những cái phước báo dù nó nhỏ nhất ha, bố thí đến cho những con kiến rồi chẳng hạn, mình cũng có điều kiện mình nên làm. Chính nhờ những cái phước nhỏ ra nó quân tập từ từ nó sẽ thành, mình sẽ làm những cái phước nó lớn lao hơn ha. Còn mình dễ vui á, mình khinh thường những cái tội nhỏ mình phạm, rồi những cái phước nhỏ mình bỏ ha, thì sao? Thì cái tâm mà nó có sẽ cản trở, không bao giờ mình dám làm phước hết ha. Cho nên á, đó quý vị thấy cái ông bá hộ đó, lúc đầu á có cái thiện tâm là thấy một cái vị sa môn đem những cái thức ăn thừa đó cúng dường, nhưng mà rồi cúng dường rồi mà cũng còn hối tiếc đó. Cho nên á là chính vì cái nhân gieo nó có tốt có xấu lẫn lộn, cho nên những cái kiếp sống hiện tại của ông ta đó có tốt mà cũng có xấu ha. Cái nhân lành nhân tốt á là ông ta có cái tâm bố thí ha, nhưng mà sao cái tâm hối tiếc, cho nên á là ông ta sanh ra trong cái chỗ giàu có nhưng mà không có hưởng được cái gì hết rồi do cái tâm mà thiếu cái sự cung kính thiếu sự cung kính cái người có giới hạnh, mà ông ta nói cho
cho ông này ông ăn mấy cái đồ đó, đâu có lợi ích gì đâu. Ông ta ăn không có làm gì hết. Cái đồ đó để cho mấy người gia nhân ăn á, nó còn có, nó làm công chuyện cho mình á, có lợi ích hơn nha. Cho nên cái quả á, cái quả là ông ta sống như những cái người tồi tớ vậy đó. Ăn thì ăn những cái đồ thừa ha. Mặc dù cái đồ ăn của ông ta làm ra, nhưng mà hồi còn mới là ông ta không có ăn. Ông ta để cho nó chua, nó thiêu rồi đó, rồi ăn. Mặc thì thiếu gì giải dốc mà không mặc. Thích mặc giải gai những đồ này kia nọ. Do cái quả đó, nó cản trở, cho nên là cái tâm bổng sẻn. Mặc dù sống trong sự giàu có mà không có được hưởng gì hết, là do cái sự cản trở, cái tâm hối tiếc ha. Đó, rồi chính những cái nhân xấu này đó mà ông ta phải trả quả rất là lâu dài trong nhiều kiếp sống ha. Phải sanh ở trong cõi địa ngục để trả cái quả mà giết cái đứa cháu. Rồi sống thì được giàu có nhưng mà không có thực hưởng gì hết. Rồi cái tài sản mà thừa tự đó, khi mà chết không có người thừa kế, cho nên là bị vua hoàng trưng dụng lấy hết đó. Cho nên đó là chúng ta làm phước, tất nhiên mình sẽ có phước. Quý vị thấy rõ ràng không? Thành ra hồi đó ngài Hòa Thượng Pháp Lạc ngài nói đó, cái người mà có trí tuệ, cái người mà có trí tuệ, có sự hiểu biết thì là cái người bố thí. Còn cái người mà thiếu trí tuệ là những cái người mà tham lam. Thì quý vị thấy không, chỉ cái hành động bố thí, cái tác ý bố thí mà sanh ra bảy kiếp sống bảy kiếp sống trong cái gia đình giàu có thành ra khi mà chúng ta làm phước có nhiều người họ nói bây giờ mình sống cơ cực khổ quá mà làm phước cái gì, không? Chừng nào mà giàu có, chừng nào trúng số, chừng nào mà giàu có rồi thì họ mới làm phước. Đó, họ hiểu sai đi. Chứ sự thật ra cái việc mà chúng ta làm phước nó không có, họ không cầu kỳ, không có đòi hỏi phải nhiều, phải thế này thế khác. Nhưng mà họ cứ nghĩ là bây giờ chừng nào mình đủ đầy rồi đó, mình dư ăn dư mặc rồi đó, mình hãy đi làm phước. Nhưng mà họ không hiểu là khi mà chúng ta nhín bớt trong cái sự ăn uống sử dụng mà mình làm phước, là cái đó là mình gieo những cái nhân tốt lành, không? Đó rất nhiều những cái tích chuyện ở trong tiền thân Đức Phật, hay là trong các cái bài mà khi mà các cái vị mà thánh tăng chứng quả đó, các ngài nhớ lại những cái công hạnh của mình ở trong quá khứ đã tạo trữ. Đâu phải mà làm cúng dường nhiều tài sản, những cái vật quý cao trọng mà nó có phước, nhưng mà do cái tâm của mình khi mà mình mạnh dạn, mình vượt qua những cái dính mắc, những cái tham chấp, mình xả ly, mình bố thí thì mình sẽ có phước. Thành ra trong cái trưởng lão tăng kệ đó, có nhiều vị là những cái vị mà tu trong rừng, rồi các vị chỉ hái trái cây,
hái bông sen, hái những cái củ sen, củ súng, à, các vị cúng dường mà có phước, chứ không phải mà cúng dường những cái tài sản, những cái vật thực thượng vị mà nó có phước, à, đó. Cho nên á, cho nên nó là khi mà chúng ta có điều kiện chúng ta làm phước thì chúng ta mạnh dạn làm, chứ đừng có đợi mấy người mà nói mà đợi chừng nào tôi giàu có, đợi chừng nào tôi trúng số, đợi chừng nào mà tôi có tài sản dư ăn dư để rồi, rồi tôi mới làm phước, thì những cái người đó sẽ không bao giờ không bao giờ làm phước được. Cho nên là khi mà chúng ta hiểu biết thì chính những cái thiện sự trong cái đời sống hiện tại này đó, nó sẽ là cái gì? Nó sẽ là thân bằng quyến thuộc, nó là cái nơi nương tựa, nó sẽ đi đến với ta bất cứ ở trong cảnh giới nào. Đó, trong kinh Đức Phật nói do những cái hạnh lành á, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, làm hậu cứ cho người, những cái nghiệp ấy sao nó sẽ theo vị ấy như bóng không rời hình. Đó thì vị thấy rằng cái đời sống hiện tại này là chúng ta thừa hưởng những cái chủng tử chúng ta gieo trồng từ trước. Và bây giờ nếu mà trong đời hiện tại này nếu mà mình không tiếp tục gieo đó, thì làm sao mình có để mình hưởng? Cho nên là chúng ta phải biết dành một phần nào đó trong cái đời sống hiện tại này để mà chúng ta gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp để có một cái đời sống an ổn, một cái tương lai tốt đẹp trong kiếp sống tương lai. Còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ ôi trời ơi, bây giờ tôi giàu có quá, tài sản thừa mứa, cần gì phải tạo phước rồi này kia nó chí, rồi là sống thụ hưởng vật chất trong cái đời sống hiện tại này mà quên đi những cái gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp, rồi cái tâm mà cống cao ngã mạn, rồi ỷ lại vào cái tài sản, ỷ lại vào cái địa vị mình có được, và mình làm những cái điều mà bất thiện, hà hiếp người khác, hà hiếp những cái người mà nghèo khổ bần cùng thế cô rồi đó, thì sao? Thì chẳng những là không có gieo trồng những cái chủng tử thiện lành tốt đẹp mà còn gieo những cái ác nghiệp. Cho nên là hết cái phước này rồi, cái phước rồi thì sao? Thì phải rơi vào cái hoàn cảnh mà khốn khó, khổ đau, nghèo khổ. Đó thì rõ ràng quý vị thấy nhan nhản trong xã hội đời sống, tại vì những cái người đó họ vừa có gieo những cái điều tốt đẹp, những cái chủng tử tốt đẹp, nhưng mà cũng gieo những cái bất thiện, cho nên nó là đương làm những cái chức vụ cao, có quyền thế, rồi sao, tham lạm, rồi làm những cái điều phi pháp, thì sao, mất chức mất quyền, nhà cửa bị tịch thu hết, rồi sống cái đời tù tội, thấy không? Đó, tại sao? Tại vì cũng do cái tham không, do cái tham tiền tài đó, tiền tài ám nhãn lúc đó đó, cái tham nó quá mạnh đi, mình nghĩ là trời ơi, mình làm vậy đó ai đâu mà biết, không ai biết đâu, đó. Nhưng mà sao,
ta nói là nhân nào quả nấy nha. Thành ra đó, thành ra nếu mà mình hiểu biết à, mình cố gắng mình tránh à, mình vượt qua những cái tham muốn trong cái đời sống này à, thì mình sẽ an ổn à. Chứ còn mà người ta nói sao, cái kim mà giấu trong bị cũng có ngày nó lòi ra, không có làm sao mà không có làm sao mà tránh được hết đấy, không? Đó, khi mà những cái điều bất thiện mà mình làm rồi đó, thì chắc chắn nó sẽ đưa tới cái hậu quả. À, quý vị thấy nhiều cái vụ án hết sức là khủng khiếp, à, vì mấy chục năm sau rồi tới hồi cái quả nó đến là cũng phải trả thôi, phải không? Giết người ta bỏ vô trong thùng phi, đổ bê tông, à, đem chôn, à, nhưng mà rồi 10 năm 20 năm sau vô tình người ta phát giác ra, người ta cũng truy cứu rồi cũng phải gánh cái hậu quả, cái tội lỗi, không có làm sao mà tránh khỏi hết, phải không? Cho nên là chúng ta phải thấy kinh tởm ghê sợ đối với những cái ác bất thiện pháp. Nào, mình phải kinh tởm ghê sợ nó, giống như những cái vật chất mà ô uế, những cái chất mà xú uế, dù là một chút xíu dính ở trên cái cọng cỏ, một chút xíu dính trên cái tâm, vì thấy cái phòng rộng vậy đó, chỉ cần một giọt nước mắm à, một giọt nước mắm thôi nó hôi cả nguyên cả cái phòng luôn, thấy không? Đó. Rồi ngược lại à, nguyên cái phòng lớn nha, mà chỉ cần một giọt dầu thơm là nó thơm hết cả cái phòng đó. Cho nên là đừng bao giờ mà mình khinh thường những cái ác nhỏ mình làm nha. Dù là những cái ác nhỏ nhất nha, nó cũng sẽ đem đến cái hậu quả khổ đau nha. Thì ở trong Pháp Cú Kinh cũng có cái câu chuyện đó. Cái anh thanh niên này nè, cái tánh tình nghịch ngợm à, bữa đó ảnh đi ra ngoài bờ sông đó. Tháng nắng mà đi ra bờ sông tắm, rồi cái ảnh mới nghịch ngợm, ảnh lấy quần áo của mấy người bạn anh á, à, ảnh đem giấu hết ha. Đó, nhưng mà trước đó thì ảnh đi qua cái dũng sình, ha, thấy cái dũng sình nó lớn mà ai cũng đi qua cũng phải lội xuống dưới đó rồi mất công mà phải dơ bẩn à, chân giò này kia nọ. Anh ta mới nhặt cái anh thấy bên vệ đường có cái sọ, cái xương sọ của con bò con trâu rồi đó, anh mới lấy cái sọ đó đặt ngay giữa cái sọ dũng sình á, để người ta bước lên cái đó, người ta bước qua không phải lội dưới dũng sình. Cái hành động, cái tác ý nhỏ nhất á là lượm cái sọ đó để xuống dưới cái dũng sình á. Mà sau này anh ta chết, anh ta làm tái sanh làm một cái vị chư thiên ở địa cầu nha. Anh ta là cái vị chư thiên ở ngay cái cửa cái cổng thành á. Còn cái nhân á, cái nhân mà giỡn đùa giỡn thôi, chứ không phải là cố ý mà trộm cắp mà làm cho người khác khổ đau đó. Tại vì mấy người bạn khi mà tắm ở dưới sông lên rồi đó, thấy quần áo mất hết à, cho nên hốt hoảng sợ hãi rồi kia nọ, chạy tìm kiếm rồi kia nọ, tìm kiếm một hồi không được, anh ta mới chỉ cái chỗ ở trong đó đó, lại đó lấy à, đó. Thì cái hành động thiện á, là giúp đỡ cho người khác, là vượt qua những cái chướng ngại khó khăn à, là để cái xương sọ
à, để người ta khỏi phải lội dưới bùn. Nhưng mà cũng có phước, nhưng mà giỡn, đùa giỡn, giấu đồ đạc của người khác. Mặc dù không phải à, cái tác ý là trộm cắp đó nha, à, đùa giỡn giấu thôi. Nhưng mà sanh làm cái vị chư thiên, nhưng mà là không có y phục, thấy không? Đó, thành ra chúng ta đừng có bất cứ một cái tác ý nào, bất cứ một cái hành động nào, bất cứ một cái lời nói nào, mình đừng nghĩ là nói đùa cho vui, ha? Mình giỡn cho nó vui, ha? Nhưng mà khi mà chúng ta đã làm, chúng ta đã nói là nó sẽ đưa đến những cái hậu quả. À. Cho nên chúng ta phải biết như vậy để chúng ta kiểm soát cái thân khẩu ý tam nghiệp của chúng ta cho nó được tốt đẹp. Nhờ có cái sự phản tỉnh, sự xem xét thường xuyên để mình tránh xa những cái tư tưởng, những cái tác ý bất thiện, rồi mình tránh xa những cái lời ác ngữ, những cái lời nói thô xấu, ha, mình tránh xa làm những cái điều mà gây khổ đau tổn hại đến những chúng sanh khác, thì chính nhờ cái sự phản tỉnh quân tập thường xuyên này đó mà chúng ta tạo trữ những cái thiện nghiệp nhiều. Thì khi mà chúng ta có những cái thiện nghiệp mạnh mẽ thì những kiếp sống tương lai chúng ta sẽ được an ổn. Quý vị thấy qua một cái mùa dịch bệnh, quý vị thấy phải không? Có những người họ nói lúc đầu họ nói là cái con virus này đó đối với những cái người mà trẻ tuổi sức đề kháng mạnh thì sẽ không sao, nhưng mà sao cũng biết bao nhiêu những cái người tuổi trẻ mà chết, không? Rồi những cái người già 80-90 tuổi, không? Cũng bị nhiễm nhưng mà ta không sao hết, ta bệnh rồi tỷ 50 ngày vậy ta hết, không? Thành ra cái điều đó đó để mình thấy gì? Chính nhờ những cái phước báo nó hỗ trợ cho mình. Cái người mà tuổi trẻ sức khỏe còn mẻ nhưng mà thiếu phước báo thì xong. Còn cái người già 70-80 tuổi, nghĩ cái người già là không có cái không còn cái sức đề kháng nó mạnh, nhưng mà người ta có cái phước, nhờ cái phước nó che, thành ra người ta cũng bị bệnh nhưng mà ta mạnh lành không sao hết. Cho nên trong cái đời sống này là gì? Hơn kém nhau là cái phước thôi. Chứ sự thật ra đó, nếu mà mình mà kém phước, mình cũng không có tài giỏi gì đâu. Nhờ có cái phước, nhờ có cái phước trí, nhờ có cái phước mà chúng ta đã tạo trữ, cho nên mình mới có tài, mình có cái trí tuệ rồi kia nọ. Thành ra khi mà chúng ta có cái phước, chúng ta giàu có, chúng ta trí tuệ sáng suốt rồi, mình đừng có khinh chê những cái người kia, mình coi thường rồi mình húng hiếp mình ấy những cái người đó, thì sao? Thì sau này mình sẽ gánh lấy cái hậu quả khổ đau. Cho nên chính vì chúng ta là phàm nhân, trong quá khứ mình không có hiểu biết về cái Phật pháp, hay không hiểu biết về cái định luật nhân quả nghiệp báo, cho nên chúng ta tạo trữ vừa có thiện cũng có bất thiện, cho nên trong cái đời sống này đó thì chúng ta phải có những lúc
cái đời sống mình cũng được an ổn tốt đẹp, tài sản địa vị rồi cũng có ha, nhưng mà có những lúc cũng chướng nghiệp, là những nhân xấu ha, cho nên nó trổ quả, nó cũng cản trở, nó gây có khi là tổn thất về tài sản, có khi là bị bệnh tật này kia nọ ha. Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết vậy, mình ráng cố gắng trong cái đời sống hiện tại này, mình phải ráng cố gắng, nỗ lực mình gieo trồng thật nhiều những cái chủng tử tốt đẹp rồi mình phải thực hành những cái hạnh lành tốt đẹp, mình thọ trì tam quy, rồi gìn giữ ngũ giới rồi mình phải có cái tâm cung kính đối với các bậc trưởng thượng, rồi mình phải chú tâm học hỏi đối với những người xung quanh mình, rồi học Phật pháp, mà học trong những cái kinh nghiệm trong cái đời sống, trong cái ngành nghề của mình rồi vân vân, thì chúng ta sẽ được an ổn. Còn nếu mà những cái người mà thiểu trí, những cái phàm nhân, họ xem thường, họ dễ vui xem thường những cái ác bất thiện pháp, rồi thiếu cái sự tôn kính tam bảo, không biết cung kính đối với các cái bậc trưởng thượng, thì sao? Thì những cái chúng sanh này sẽ đi đến những cái cảnh giới khổ đau. Mà nếu mà có tái sanh lại làm người, thì cũng là những người mà cùng cực khổ sở, bần cùng neo đơn. Cho nên là khi mà chúng ta may mắn và hiểu biết, thì chúng ta phải có trí tuệ để mà nhớ cái lời Đức Phật dạy. Chúng ta đến cái thế gian này với hai bàn tay trắng, để gì? Để trả những cái nghiệp quá khứ. Thì bây giờ khi mà mình sanh ra mình đâu có lựa chọn được cái dòng tộc, bởi vì những cái nhân nó đã gieo ở trong quá khứ rồi. Bây giờ nó do cái quả nó đưa đẩy, mình sanh ra ở những cái dòng tộc, rồi cái điều kiện sức khỏe rồi này kia nọ đó, các cái mình có lựa chọn gì được hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu biết về định luật nhân quả, nghiệp báo, thì ngay trong đời sống này mình sẽ sửa đổi. Mình sửa đổi ngay trong đời sống này. Nếu mà mình muốn tái sanh lại làm cái người tốt đẹp, đi đến những cái cảnh giới an vui, thì chúng ta phải thực hành cái thập thiện hay là thập hạnh phúc. Đó. Rồi khi mà chúng ta thực hành đầy đủ những cái thiện pháp, chúng ta trong cái đời sống hiện tại này thường xuyên chúng ta quân tập hàng ngày, chúng ta tạo trữ những cái chủng tử, những cái nhân lành tốt đẹp, thì chính những cái chủng tử tốt đẹp này đó, nó sẽ theo ta như bóng không rời hình, hay là nó sẽ là cái năng lực nó đưa chúng ta đi tái sanh đến những cái cảnh giới tốt đẹp an vui. Đó, mình đến cái thế gian này hai bàn tay rắn, nhưng mà khi mà mình ra đi đó, tất cả những gì của gian mình bỏ lại hết, mình chỉ đem theo cái gì? Mình đem theo những cái phước báo mà mình đã tạo trữ. Còn nếu mà những chúng sanh vô minh lầm lạc thì họ tạo trữ những cái nhân xấu, thì sao? Những cái tội lỗi khổ đau nó sẽ chờ trong những cái kiếp sống tương lai. Cho nên là chính chúng ta chọn cái con đường đi đến cảnh giới hạnh phúc an vui.
trong đời sống tương lai, mà cũng chính chúng ta đi trên cái con đường trong gai khổ đau là do mình chọn thôi, chứ không có đấng thần linh nào mà không có đấng nào mà trừng phạt hết, mà do chính chúng ta. Nếu cái người có hiểu biết, có trí tuệ thì mình sẽ chọn cái con đường tốt đẹp, sáng lạng, cái đời sống an ổn. Còn nếu mà cái người mà vô minh lầm lạc, thiếu trí tuệ thì sao? Thì đi vào những cái con đường trong gai khổ đau. Cho nên là chúng ta phải nhớ cái điều đó. Cái lời mà kết luận Đức Phật dạy, do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, làm hậu cứ cho người. Đó, chính nó là cái nơi nương nhờ, chính nó cái phước báo đó, là cái chương, cái chỗ trú, cái bóng mát, để cho chúng ta có một cái đời sống an ổn trong những cái kiếp sống tương lai. Thì qua cái lời Đức Phật dạy câu thứ 10 này, và cũng xin giải thích, chia sẻ thêm để quý vị hiểu biết về cái lời dạy của Đức Phật, để trong đời sống hiện tại này chúng ta cố gắng tạo trữ những cái công đức phước báo theo cái lời Đức Phật dạy trong cái thập thiện, thập hạnh phúc, bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, tu tiến, đó thì chúng ta làm với cái trí tuệ, với cái tâm mà xả ly, để tạo trữ thật nhiều những cái công đức trong cái đời sống này, để làm hành trang, để làm cái nơi nương nhờ, để làm cái bóng mát, để chúng ta nương tựa trong những cái kiếp sống tương lai. Và luôn luôn nhớ là Đức Phật dạy là sao? Mình phải từ cái chỗ tối đi đến chỗ sáng, từ chỗ sáng mình đi đến cái chỗ sáng hơn, thì như vậy á, thì những cái đời sống tương lai chúng ta sẽ được an ổn tốt đẹp, và nó là những cái điều kiện để chúng ta phát triển cái sự tu tập trong cái đời sống hiện tại này và những cái kiếp sống tương lai. Thì với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo trữ nhiều công đức phước báo cho đời sống hiện tại này. Cầu mong chư thiên ở xung quanh nơi đây, cũng như các chùa, cũng như tất cả nơi tư gia của quý vị, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo này, cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi những khổ đau thiên tai dịch quả, cầu mong tất cả chúng sanh trong bờ giới bốn loại an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú. Thay mặt đạo tràng, con xin kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng bài chính kinh ngày hôm nay ạ. Dạ, con xin kính thỉnh ngài nghỉ ngơi uống nước để cho đạo tràng chúng con chuẩn bị câu hỏi, mong ngài chia sẻ thêm cho chúng con. Dạ, giờ đây con xin kính mời bàn tay thảo luận của đạo tràng để mà mình hỏi bàn luận về bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, con xin phép được dâng mic đến đạo tràng.
Dạ, kính bạch ngài, chị Sitina có câu hỏi, con xin phép được đọc cho Sitina. Bạch ngài, trong gia đình có người đời, ông bà bị bệnh trầm cảm, rối loạn tâm thần, nhưng đời cha mẹ thì không, nhưng rồi đời cháu lại bị, bác sĩ bảo do di truyền, nhưng đối với nghiệp quả do chính bản thân họ, phải không thưa ngài? Dạ, con kính thỉnh giống mắt đến ngài, ngài trả lời câu hỏi của Sitina. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mày Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. À, thì sự thật ra trong cái về cái y học kia đó thì nó nói là con cái thì thừa hưởng cái gen di truyền từ cha mẹ ha. Nhưng mà sao nó có những cái mà y học nó không thể giải thích được, rồi nó đủ thừa nó là có những cái gen đó, có những cái gen nó lặn ha, và có những cái gen đó là đến cái đời con đời cháu rồi nó mới bộc phát. Thì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng đó, mặc dù đứng về cái y học thì con cái thì nó hưởng cái thừa hưởng cái gen một phần nào đó cũng có, nhưng mà do cái phước cũng có đó. Quý vị thấy rằng đó, bây giờ quý vị thấy nè, những cái người mà gọi là thần đồng, những cái nhà học thiên tài đó, nếu mà nói về cái gen di truyền ấy, thì ở trong dòng tộc của cái người đó hồi đó giờ có ông bà nào hay là có người nào là cái người mà bác học, thấy không đó? Mà bây giờ tự nhiên cái người này là trở thành một cái thiên tài, là một cái nhà bác học đó. Bây giờ cái ông Einstein đó thì ông bà cha mẹ ổng có ai là cái thiên tài bác học không, mà sao ổng có, không? Thành ra cái gen về di truyền nó là một phần nào đó thôi, nhưng mà trong cái định luật của Phật giáo á, về cái định luật nghiệp báo nhân quả á, thì như sư thường hay nói đó, mỗi chúng sanh có cái biệt nghiệp riêng của mỗi người, thấy không? Đó, có những gia đình bị tiểu đường, bị đái tháo đường đó, nhưng mà có nhiều khi có người đâu có bị, đó. Nhưng mà có những người lại bị, thì do cái nghiệp quả của chúng sanh, thấy không? Quý vị thấy rằng có nhiều cái gia đình đó, họ khổ sở, cầu bơ, cầu bắp vậy. Đâu có điều kiện mà học hành rồi kia nọ đầy đủ. Nhưng mà có những đứa nó có cái phước trí. Mặc dù cái phước vật nó kém, nhưng mà có phước trí rất là giỏi. Nhà nghèo khổ gần chết vậy đó, mà đậu thủ khoa. Thấy không? Còn những cậu ấm, những công chúa sanh ra những cái gia đình giàu có, tiền của đầy đủ rồi kia nọ, nhưng mà vì kém phước đó, học hoài học đâu có vô đó. Thành ra đó, mỗi người nó có một cái phước riêng. Ví dụ cái người mà họ bị tâm thần đó, nhưng mà đâu phải trong 4-5 đứa con đứa nào cũng bị tâm thần hết đâu. Đó, có đứa nó cũng có, nhưng mà có những đứa nó không có. Thành ra đó, vì cái biệt nghiệp riêng của mỗi người, trong cái
tương ứng á, cái nghiệp mà đồng với nhau đó ha, nó gặp nhau, nhưng mỗi người trong đó nó có cái biệt nghiệp riêng. À, thành ra đó chúng ta mới thấy tại sao là trong cái dòng họ này họ mắc cái chứng bệnh đó, nhưng mà có nhiều khi có những đứa nó không có bị. À, tại vì mỗi người nó có cái phước, à, nó che án, nó vượt qua cái nghiệp xấu đó. À, còn trong những cái gia đình á, hồi đó giờ ông bà cha mẹ không có từng mắc cái chứng bệnh này, nhưng mà tự nhiên bây giờ cái người này họ lại bị, thấy không? Và trong cái họ tạo phước, nhưng mà họ có cái biệt nghiệp bất thiện, một cái kiếp sống nào đó họ tạo cái bất thiện, cho nên bây giờ á, cái nghiệp tốt của họ là tương ứng sanh ra ở trong những cái gia đình, những cái dòng tộc giàu có tốt đẹp, nhưng bị gì có một cái biệt nghiệp bất thiện, bây giờ họ xảy ra cái chứng bệnh ung thư rồi kia nọ, phải không? Thành ra đó là cái gen di truyền nó chỉ là một phần nào thôi. Còn nếu mà chúng ta hiểu biết về cái định luật nghiệp báo nhân quả thì chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ thấy không? Thành ra cái câu nói sao, muốn biết mình đã gieo gì trong quá khứ thì hãy nhìn cái đời sống hiện tại. À, khỏi cần đi hỏi ai đó. Muốn biết mình đã gieo gì trong quá khứ thì hãy nhìn vào đời sống hiện tại. Rồi, muốn biết cái đời sống tương lai mình như thế nào thì sẽ phản tỉnh xem xét những cái hành động trong đời sống tương lai này. À, trong đời sống hiện tại này nó sẽ cho mình biết là mình sẽ đi về đâu. À, chắc chắn là vậy đó. Cái người mà tích cực tạo trữ những cái công đức phước báo, tích cực gieo trồng những cái thiện nghiệp thì chắc chắn sẽ được an ổn. À, còn cái người mà tạo trữ những cái nhân xấu thì chắc chắn sẽ phải gánh lấy cái hậu quả khổ đau. À, bây giờ cái mùa vụ này mình trồng nếp, gạo nếp, thì bây giờ trong nhà mình toàn là nếp thôi. Còn cái mùa tới mình muốn trồng gạo tẻ thì mình kiếm những cái giống gạo đó mình về mình gieo. Thành ra đó mình đang ăn nếp là mình đã gieo cái mùa vụ trước rồi. Còn bây giờ cái lúa mới lúa giống mới gieo nè thì phải 6-7 tháng nữa mình mới có ăn tiếp đó. Cho nên á là cái lời dạy, cái nhân quả của Đức Phật dạy nó rất là rõ ràng. Khỏi cần đi miếu này miếu nọ, thầy bói này thầy bói kia mà đón vậy đó. Mình nhìn ra mình sẽ biết được tự mình, khi mà mình có học hỏi về Phật pháp, mình hiểu biết rồi, mình sẽ thấy được cái lời dạy của Đức Phật, cái chân lý của Đức Phật dạy nó rất là rõ ràng, sáng tỏ. Đó, cho nên á là từ đó mà mình có trí tuệ để mình tránh xa những cái chủ trương, những cái thuyết mà nó sai lầm, tà kiến, rồi nó dẫn dắt mình làm những cái điều không có tốt đẹp, thấy không? Đó. Khi mà bệnh hoạn thì mình phải uống thuốc. Chứ còn bây giờ mình đi cầu khấn gian sinh miếu này miếu nọ cũng đâu có hết đâu. Thấy không? Cái người mà có phước
nhờ cái phước nó dạng, thì tự nhiên cái người này mà bệnh gọi là thập tử nhất sinh á, mà tự nhiên cũng có cái thuốc nào đó nó hợp à, để vượt qua được cái bệnh tật à. Còn cái người mà nó kém phước thì bây giờ đó, bệnh sơ sơ cũng có thể mất mạng như thường đó. Thành ra đó, à, chúng ta thấy rằng chúng ta sống ở trên cái thế gian này à, hiện diện ở trên thế gian này là do những cái chủng tư, những cái chủng tử mà mình đã tạo trữ. Nhưng mà chúng ta đừng có sai lầm à, đừng sai lầm nói là à, một chúng sanh gieo phước à, một chúng sanh gặt quả à, vì sao? Không có chúng sanh, không có, có một con người, không có một người làm phước, một người gặt quả, không có. Mà chỉ có những cái pháp thiện, bất thiện và cái hậu quả của nó mà thôi à. Nếu những cái tác ý thiện lành à, chúng ta làm những cái pháp tốt đẹp thì nó sẽ đưa đến cái quả an vui. Còn nếu những cái tác ý bất thiện à, thì nó sẽ cho quả khổ đau à. Thành ra chúng ta nhớ cái điều đó à, chứ đừng có nói là cha mẹ à, tạo phước cho con à, tôi á, là tôi có phước à, không, không có. Tại vì may mắn mình có trí tuệ à, mình có trí tuệ à, mình thực hành những cái pháp thiện, cho nên chính những cái pháp thiện này á, nó cho cái quả tốt đẹp an vui à. Chứ đừng có nói là cái phước này là phước của tôi, phước này là do tôi làm. Không có một con người, không có một người nào trong quá khứ và hiện tại này cũng không có có người nào hết, mà chỉ có các cái pháp à, thiện thì đưa đến cái quả tốt đẹp à. Còn cái pháp bất thiện thì bây giờ cái quả khổ đau à. Thành ra đó, thành ra mình nói là à, tại hồi đó tôi tạo trữ những cái nhân xấu, giờ thôi kệ, giờ mình phải ráng chịu. Không, không có người tạo bất thiện, mà cũng không có người mà gánh cái quả khổ đau đó, mà do những cái chủng tử, những cái tác ý bất thiện à, nó đưa đến cái quả khổ đau à. Thành ra đó, bây giờ mình biết ráng tránh xa các cái pháp bất thiện à, thực hành những cái tác ý tốt đẹp thiện lành à, thì sẽ đi đến an vui. Chứ không có, không có dòng tộc nào là cao quý, mà không có dòng tộc nào là hạ đẳng xấu xa à, à, trong dòng tộc nào mình cũng thấy có những người à, tốt đẹp và những người xấu xa. Không, trong cái dòng tộc mà người cao quý cũng có những người mà bất thiện, cũng người tạo trữ những cái ác nghiệp vậy. Không, còn những người mà dòng tộc mà dù xấu xa thấp kém gì đi chăng nữa đó, cũng có những cái người thiện lành. Cho nên đó, mỗi chúng sanh nó có những cái nghiệp tương đồng à, và mỗi chúng sanh nó cũng có cái biệt nghiệp riêng. Cho nên đó là nó sẽ biểu lộ, nó thể hiện qua trong cái đời sống của chúng sanh đó à. Chứ không phải là ông bà cha mẹ tạo phước để con cháu nó hưởng à, mà cũng không phải là cái ông bà tạo ác nghiệp cho nên bây giờ con cháu nó khổ đau. Không có à, ông bà tạo phước thì ông bà hưởng, con cháu tạo phước thì nó hưởng. À, ông bà tạo bất thiện thì phải gánh lấy khổ đau, con cháu mà tạo bất thiện thì con cháu phải gánh lấy quả khổ đau à.
ai làm thì hãy chịu ha. Những cái tác ý bất thiện nó sẽ đưa đến những cái hậu quả khổ đau, những cái tác ý thiện lành à, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thiện lành thì nó sẽ đem đến cái quả vui. Còn cái về mà di truyền đó, thì nó chỉ là một phần nào của cái về cái khoa học y học mà thôi à, chứ nó không có đúng hoàn toàn đâu, mà chúng ta phải nhìn trên cái góc độ là về cái định luật nghiệp báo à, nó có những cái nghiệp tương đồng và những cái biệt nghiệp của mỗi chúng sanh, thì mình sẽ giải thích về cái đời sống của mỗi chúng sanh trong thế gian này. Và xin giải thích cái thắc mắc của cô Tina. Và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa thú. Chúng con xin kính tri ân Ngài đã chia sẻ thêm cho chúng con. Dạ, con cũng thấy ở quê của con, thưa sư, thì có hai vợ chồng nhà này, người rất là bình thường, lành lặn thôi, nhưng mà sinh ra được ba người con thì mặt ai cũng bị như kiểu là khỉ á. Tóc thì rất là thưa mà rất là bị xấu xí lắm. Thế đúng hình dáng mặt đúng như khỉ á, còn không có sống mũi á. Cho nên là con thấy là sau rồi các em ấy nó lớn lên rồi không ai cũng sợ, không ai dám cưới hỏi gì á. Thì một thời gian lâu lâu con về quê, con thấy là mọi người kiểu nhiều tuổi rồi á, nhưng xong rồi cũng có người lấy, cũng có người cưới, nhưng mà sau rồi khi mà đẻ con ra, khi mà sinh đứa con ra thì lại không bị như thế, nó lại không bị giống bố hay là giống mẹ mặt như vậy, mà nó lại rất là xinh xắn, và các đứa cháu của ông bà đấy rất là đẹp luôn đó. Cho nên là con cũng không biết là như thế nào, mọi người thì cứ bảo là nếu mà cưới cái người này về thì mặt nó sẽ sinh con ra, nó sẽ bị giống như khỉ như vậy, nhưng mà thực ra thì lại không phải. Khi sinh ra là ai cũng vẫn rất là đẹp mà rất là bình thường, mấy đứa cháu rất là xinh luôn. Cho nên con thấy là đúng là rõ ràng nhân quả nghiệp báo, chứ đâu có phải là ai làm nấy chịu được, ai làm nấy chịu, chứ đâu phải là do cái này do cái kia. Nhưng mà khoa học cũng nhiều lúc cũng không lý giải được, thưa sư. À, con xin được có phép dâng mic đến đạo tràng, kính mong đại có câu hỏi gì để mà chia sẻ lên trên này. Dạ, con xin dâng mic đến đạo tràng. Dạ, trong thời gian chờ đợi bàn tay của đạo tràng, con xin phép có một chút câu hỏi về bài học ngày hôm nay, thưa ngài. Dạ, thì là trong con thấy là khi mà học như thế này thì con mới hiểu rằng là nếu như mà cái ông nhà bá hộ giàu có này mà không có con này, thì khi mà cúng dường đến chư tăng rồi cảm thấy hối tiếc và có sự suy nghĩ sai lệch về vấn đề là cho nô tỳ ăn, thì họ làm ra việc ra đồng tiền cho mình còn hơn là cho những vị chư tăng ăn, thì như vậy là những cái câu, cái suy nghĩ này có phải thuộc về tà kiến không, thưa sư, hay là do người ta vô minh, người ta không hiểu biết thì người ta như vậy, thì con xin ngài chia sẻ thêm cho con về cái vấn đề tà kiến, mà cái suy nghĩ mà họ nghĩ sai lệch như vậy á. Dạ, con xin phép dừng mic đến ngài ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì cái những cái tác ý mà bất thiện này đó, nó khởi nguồn từ đâu? Từ cái tâm mà ngã mạn, tham chấp, thấy không? Ông ta nghĩ là mình là cái người giàu có mà, ha, rồi dính mắc với cái tài sản, ha, cho nên á là mới nghĩ là cái tài sản là tài sản của tôi, tiền bạc nhà cửa tôi tớ này là của tôi, tôi có quyền điều khiển nó mà, đó, rồi dính mắt, thành ra quý vị thấy rằng á, ta nói chứ mấy người giàu có nhờ họ tính toán, họ mới giàu, thì cũng một phần ở đây những cái dính mắt, cái quân tập tìm miên, tức là sao, có những người á là người ta xả tài, người ta bố thí, không? Đó, còn có những người á thì bón rứt bụng xỉn, tức là họ làm cái gì á họ cũng phải có lợi cho họ, họ mới làm, bỏ ra một đồng á thì phải lấy lại ít lắm là phải 2 đồng, còn không là bỏ ra 1 đồng mà lấy lại 4-5 đồng họ mới chịu, không? Đó, thành ra họ tính toán như lắm. Làm cái gì mà phải có lợi cho họ thì họ mới làm thôi. Cho nên chính vì vậy á, họ kia cẩm họ mới giàu, không? Còn cái người mà người ta mà rộng rãi, người ta bố thí á, người ta không có lo cho bản thân mình thì người ta đâu có giàu có, nha. Bị gì ta nghĩ mình chết rồi tài sản mà để lại làm gì, ha. Bây giờ mình đem mình giúp đỡ những người khác để mà tạo phước, chính vì cái suy nghĩ đó người ta xả tài, mạnh dạng ta làm những cái điều phước thiện, ha. Cho nên người ta tạo cái phước. Còn cái người á cắt ca cắt cổm, giống như cái những cái vị mà bá hộ ở trong kinh mà mình hay học đó, ông bá hộ đó ông có 80 triệu đồng tiền vàng mà ông nói con ông á, đừng cứ nghĩ là 80 triệu đồng tiền vàng này là nhiều, mà phải ráng đi làm để bỏ vô thêm chứ không có được lấy ra. Cho nên á, ông có 80 triệu đồng tiền vàng á, ông không dám xài, mà ông không cho con cái ông xài nữa, ông còn bắt con cái ông đi làm, đem tiền về, tích cóp đem tiền về cho ông, ha, đó. Rồi á, cuối cùng khi mà chết, vì cái tâm mà cái tâm mà dính mắc với cái tài sản á, đâu có đi tái sanh được, mà rồi ông cũng không có phước bố thí gì đâu mà đi tái sanh. Cho nên tái sanh là có người thì làm ngạ quỷ ở đó giữ cái kho báu, có người thì tái sanh làm súc sanh, ông bá hộ đó thì làm tái sanh làm con chó nằm đó giữ mấy cái lu vàng ổng chôn dưới đất, thấy không? Thành ra cái tư tưởng của người ta nó ngược đời đó. Rồi á, cái người mà họ mê lầm, họ ngã mạn, họ chấp thủ thì họ sao? Họ nói có quyền, có thế, bây giờ á là đời người mà quyền thế đâu phải nó có lâu, kiểu gì thấy rằng nhiều người khi mà lên được tới cái địa vị đó rồi đó, thì sao? Bắt đầu làm những cái ác bất thiện pháp, hà hiếp người khác, bóc lột để
mà chiếm đoạt cái tài sản, cái tiền của người khác. À, nhưng mà họ biết là cái đó là cái mà tai hại, gây khổ đau cho người khác. À, rồi sao? Rồi cái hậu quả họ phải gánh lấy cái khổ đau khôn lường. À, cho nên mình phải cố gắng luôn luôn phản tỉnh, xem xét từ những cái tác ý này. À, ví dụ khi mà mình làm những cái việc thiện lành đó, là cái gì? Mình làm đây với cái trí tuệ hay là mình làm với cái tầm mong cầu? À, có người á thì làm để mà tạo phước, để mà đi đến cái sự giải thoát. Còn có người á tạo phước nhưng mà còn mong cầu để thừa hưởng cái phước nhân thiên, sanh về cõi trời, sanh lại cõi người thì có tài sản, có địa vị. Thành ra đó cũng thời là cái những cái chủng tử, những cái tác ý thiện, nhưng mà có cái là nó còn cái bất thiện, nó nằm ở trong đó, nó pha trộn trong đó, cho nên những cái quả đó thì nó không có mạnh mẽ, không có được tốt đẹp, thấy không? Còn cái người mà người ta làm phước với cái trí tuệ, hiểu biết đó, thì ta sẽ biết rằng cái này để là những cái phước để mà nó nâng đỡ mình, để cố gắng nỗ lực tu tập trong những cái kiếp sống tương lai để đi đến nơi giải thoát, thấy không? Thành ra đó một cái là bất thiện mà trợ cho thiện là sao? À, mình cũng có hiểu biết nhưng mà muốn là những cái kiếp sống tới đó, mình sẽ sanh ở cõi trời, tái sanh làm người rồi kia nọ đó, để được hưởng hạnh phúc nhân thiên mình mới làm, thì cái đó là bất thiện mà trợ cho thiện, thấy không? Còn cái mà mình biết rằng những cái tài sản này là của thế gian, mình càng dính mắc nó thì nói buộc mình trong thế gian này là khổ, ha? Mình đem những cái tài sản này ra tạo những cái phước thiện để diệt cái tâm tham dính mắc với cái tài sản này, thì như vậy đó là cái này á, cái sự những cái thiện nghiệp này nó mới trọn vẹn, nó mới thiện lành, ha? Cho nên á, thả mà những cái người mà họ làm phước mà còn dính mắc với những cái bất thiện á, quý vị thấy thường thường á, những chúng sanh mà họ làm mà họ còn cầu mong thừa hưởng cái tài sản nhân thiên, thì thường thường là họ sanh ở những cái cõi dục giới, ha? Đó. Còn những cái vị mà người ta làm với cái tâm mà mạnh mẽ, với trí tuệ rồi kia nọ đó, thì sẽ ở những cái cõi trời nó cao hơn. Đó. Thành ra chúng ta biết khi mà mình làm những cái thiện lành á, với cái tác ý, với trí tuệ trong sáng, tốt đẹp, không có dính mắc, không có cầu mong, không có còn dính mắc muốn cái này muốn cái khác, rồi mình làm phước thì cái phước mình nó sẽ trọn vẹn tốt đẹp hơn, ha? Thành ra đó chính vì cái ông bá hộ này đó là ổng còn cái tâm ngã mạn, tự phụ kiêu căng, mình là người giàu có, rồi còn dính mắc với những cái tài sản, những cái vật chất, còn muốn ấy. Khi mà cho rồi mà còn hối tiếc, trời ơi, cho chi, để cái đó để cho mấy đứa tôi tới rồi nó ăn, nó làm việc rồi cho có phước còn hơn, ha? Đó. Chính vì những cái tâm cống cao ngã mạn dính mắc với cái tài sản, nó là những cái chủng tử xấu.
À, cho nên nó cản trở, nó cản trở cái phước thiện, cái chủng tử tốt đẹp đó. Thành ra khi mà mình thấy mình sẽ cố gắng mình tạo những cái phước thiện với cái tâm trí tuệ xả ly, thì nó sẽ đem đến cái quả tốt đẹp hơn. Xin giải thích cái thắc mắc của Pháp Ngục. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thứ. Dạ, con kính tri ân Ngài ạ. Dạ, con xin kính mời những thầy của đạo tràng nhé. Con xin dâng mic đến đạo tràng. Dạ, trong khi chờ đợi bàn tay của đạo tràng thì con xin phép được hỏi thêm một câu nữa thưa Ngài. Dạ, thưa Ngài, như là nếu như cái vấn đề mà về tam tư á, tam tư là về cái chuyện bố thí cúng dường á thưa sư, thì khi mà mình đắn đo về tài chính để mình cân nhắc á, và với cái vấn đề là mình không đắn đo mà mình cúng dường hay là mình bố thí cho những người nghèo này kia, rồi khi mà giữa cái lúc làm rất là hoan hỷ, nhưng mà khi sau cái lúc làm á, thì vì cái vấn đề kinh tế á, thì mình cân nhắc tự nhiên mình lại thấy lo, thấy phiền não một chút, hoặc là có những cái mà mình làm mà mình vô tư, mình không suy nghĩ, mà trong khi đấy kinh tế và điều kiện nó không không cho phép ấy, thưa sư, thì mình làm với cái sự đắn đo, nhưng mà đắn đo từ đầu, mình đắn đo cân nhắc rồi mình làm, và về sau thì mình cũng đã trước khi đó mình đắn đo rồi, giữa lúc đó mình làm mình hoan hỉ, rồi sau lúc đó mình đã biết mình cân nhắc hợp lý rồi, thì mình đều hoan hỉ cả ba thời như vậy. Thì như vậy có trọn vẹn không thưa thầy? À thưa sư, nhưng mà có một cái đằng là khi mà mình phát tâm á, thì mình phát tâm bằng cách vô trợ thưa sư. Nhưng mà khi mà vô trợ như vậy thì đến lúc lúc đầu, lúc giữa thì hoan hỉ, nhưng lúc cuối về sau thì về cái vấn đề tài chính á, thì lại thấy nó khó khăn một chút, thì không phải tiếc mà nó hơi phiền não thưa sư. Thì như vậy thì như thế nào để mà như thế có được trọn vẹn không thưa sư, hay là do đó là do về sự cân nhắc thôi, chứ cân nhắc về kinh tế thôi, chứ không phải là do sự hối tiếc ạ? Như vậy thì cái này thì có nên không thưa sư? Con xin phép được dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Mày. Nam mô Sanh Thầy. Thì hồi nãy cái câu hỏi trước của cô á là tại vì tà kiến cũng nhớ rằng luôn luôn là tại vì các cái sở hữu si đó nó có mặt trong các cái tâm bất thiện, tham sân, thì nó có si. Nó có si, nó thúc đẩy thì mới tham, mới sân. Chứ còn nếu mà mình có trí tuệ, mình có hiểu biết đó, thì mình đâu có tham, có sân. Đó. Còn cái vấn đề mà tam tư đó, thì cái trường hợp, ví dụ như bây giờ một cái người đó, họ bố thí,
làm một cái công hạnh là họ có suy tính để làm trước khi làm, rồi trong khi mình đang làm, sau khi làm mình quan hỷ với cái thiện sự này đó, thì như vậy thì nó sẽ trọn vẹn ha. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp, ví dụ như lúc đó mình hứng khởi mình làm ha, rồi sau khi đang khi mình làm mình cũng vui vẻ, nhưng mà sau khi làm rồi đó thì bắt đầu nó có những cái khó khăn ở đầu cái mình nhớ trời phải mình làm ít thôi, làm vừa phải thôi, thì bây giờ mình đâu có gặp cái khó khăn này, thấy không? Đó thì như vậy á, thì mặc dù á là mình mấy, nhưng mà nó cũng có cái sự hấu tiếp về cái vấn đề mình làm, cho nên là như vậy nó chỉ có cái tư tiền với tư hiện thôi, tư hậu là mình không còn quan hỷ với cái thiện pháp đó nữa, ha. Đó thành ra đó cái vấn đề mà bố thí ở đây á, mình phải suy tính mình làm theo cái khả năng của mình, thấy không? Chứ Đức Phật không có khuyến khích là cái vấn đề mà mình đi vay nợ, mình đem hết cái tài sản mình cúng rồi nó phiền não mất công, thấy không? Bây giờ tài sản mình phải chia ra nó hợp lẽ, mình dành một phần nào đó để mình làm những cái công hạnh, những cái phước thiện, thấy không? Còn bây giờ có nhiều người thích làm phước, rồi thấy người ta làm phước, rồi mình cũng làm phước mà mình không có suy tính, làm phước xong rồi mắc nợ rồi trong gia đình lục đục cãi giả, tùm lum, thì cái việc đó làm phước đó là không có, nó cũng không có phước báo nhiều, thấy không? Còn bây giờ á, mình không cần, bây giờ mình làm có 1.000, 1.000 mình chia ra 200 để mình sống, 200 là mình đi cúng dường làm phước, 200 để dành là kia nọ là gì đó ha, mình chia phần nào ra phần nấy, thì mình làm có 200 nhưng mà nó cũng có phước trọn vẹn, còn hơn bây giờ mình có 1.000 mình không tính gì hết, mình xách 1.000 mình đi làm phước, thấy người ta làm phước mình cũng làm phước, rồi xách 1.000 đi làm phước mà về không có cơm ăn, không có ấy, rồi trong gia đình nó cãi giả, tự cãi sùm sùm hết, thì cái phiền não này đó, nó cản trở, thành ra mình cúng 1.000 mà không có phước, còn mình chỉ cúng có 200 đồng thôi, nhưng mà cái phước nó trọn vẹn hơn, thành ra nó nói là không phải là cái mình đi cúng dường nhiều mà nó có phước nhiều, cái khi mà mình đi làm, cái phước nó do cái cách mình làm nó hợp lẽ thì nó sẽ đem đến cái phước báo nó trọn vẹn hơn, thấy không? Chứ không phải mà mình tranh hơn, mình sợ mình đem mình ta cúng dường 1.000 mà mình cúng dường có 200 mình không có phước, cũng có phước, thấy không? Đó rồi mình làm những cái chuyện mà mình ấy nó không có cân nhắc, cân phân cho phải lẽ thì phiền não, phiền não rồi nó sẽ cản trở cái phước của mình, thành ra mình làm vừa sức trong cái điều kiện khả năng mình vừa đủ mình làm thì nó sẽ tốt hơn, chứ mình đừng có là làm theo người khác rồi là mình muốn làm cho bằng với người ta, cho hơn người ta, rồi sau này là những cái phiền não nó sanh khởi rồi nó cản trở
nó sẽ kém phước hơn. À, đó, cho nên là khi chúng ta làm thì chúng ta cũng phải suy tính, cân nhắc, làm trong cái điều kiện khả năng vừa phải của mình, rồi mình làm mà đầy đủ tâm tư trọn vẹn, hoan hỷ hết thì cái phước nó sẽ trọn đủ, tốt đẹp. Chứ còn nếu mà mình làm xong rồi mặc dù là mình suy tính hay là cái gì đó, nhưng mà nó cũng là cái thiếu đi cái sự hoan hỷ ba thời, thành ra cái phước nó không có được trọn vẹn tốt đẹp hơn. Xin giải thích cái thắc mắc của Pháp Nguồn Lâu Cai. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú, con kính tri ân sư đã chỉ dạy thêm cho con được hiểu biết thêm về phần này ạ. Dạ, con xin kính mời bàn tay của đạo tràng nhé. Còn 30 phút nữa, còn 25 phút nữa thôi. Có ai có câu hỏi gì thì bốt lên hoặc là giơ bàn tay của mình lên ạ. Hôm nay Huynh Hành Pháp có câu hỏi gì không? Con kính đảnh lễ ngài Pháp Thanh, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng ạ. Dạ, cảm ơn Pháp Nguồn Lâu Cai tiên na cho cái tình độ tốt ạ. Dạ, con có sư cho con hỏi là ví dụ cho người trong tụ tập mình nói thì phước ai làm nấy hưởng, ai tu nấy chứng, nhưng mà ví dụ như người trong nhà mình có một người bị ốm đau nặng vậy mà người ấy không biết làm phước hả? Không biết làm phước thì nếu mình mà đem cố thấy cúng dường hồi hướng với người đó thì liệu người đó có được hưởng không ạ? Tại vì người ấy không biết làm phước vậy thì liệu mình hồi hướng nó có tác dụng nhiều không ạ? Dạ, sư không biết ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Khi mà cái thân bằng quyến thuộc của mình á, mình làm phước rồi mình chia phước đến cái vị đó, cái vị đó có khi hưởng mà có khi không hưởng, thấy không? Ví dụ như bây giờ á, chú đi làm chú có tiền ha, chú thấy cái người này đang khó khăn, chú cho người này 100, 200 gì đó, nhưng mà người này họ thấy họ không cần, họ không nhận, thấy không? Thì cái số tiền đó cũng thuộc trở về chú chứ, thấy không? Rồi bây giờ cái người này á, chú có tiền, chú thấy người này đang khốn khó gì đó, chú cho, nhưng mà cái người này ta quan hỷ, ta chặn. Thì cũng vậy đó. Khi mà mình có phước, mình chia đến thân bằng quyến thuộc của mình, nhưng mà những cái người này họ đang mong cầu, họ đang mong cầu, họ sẵn sàng, họ nhận, thì họ mới được phước vậy. Thấy không? Nhưng mà cái phước của họ nó không có mạnh bằng cái phước mà chú làm. Họ chỉ hưởng được cái phần nào thôi. Còn nếu mà cái người mà họ không hiểu biết về cái phước báo về Phật pháp rồi đó. Ôi, ông tào lao á, ông làm chuyện của ông chứ chi phước tôi gì, thì họ cái tư tưởng họ như vậy đó, thì họ
họ đâu có nhận được cái phước. À, ví dụ á, còn á, ví dụ như là khi mình làm, mình nói à, bữa nay là à, tôi làm cái việc đó đó, à tôi chi phước cho tụng á, là anh cũng được hưởng cái phước đó. Nếu mà cái người mà hiểu biết về Phật pháp, hoan hỷ, à, hoan hỷ tùy hỷ với cái thiện sự này, thì họ mới nhận được. À, à, thành ra đó nó cũng vậy thôi. À, nếu mình chi phước đến thân bạn quý thuộc mà những người họ đang hướng đến à, những cái điều thiện lành, họ hoan hỷ, họ tùy hỷ với những cái thiện pháp này, thì họ sẽ nhận được. À, còn đối với người mà họ không có hoan hỷ, họ không mong cầu, họ không có tùy hỷ với cái phước của mình, thì họ đâu có được phước. À, thành ra thí dụ như những thân bằng quyến thuộc của mình á, mà mình muốn cho có phước thì mình phải khuyên giải, ha, rồi mình tạo điều kiện để cái người đó họ thực hành thì họ sẽ có cái phước trọn vẹn hơn. Đó, thành ra Đức Phật nói á, nha, cái bổn phận của cái người làm con đó, phải không? Là sao? Mình trả hiếu cho cha mẹ đó. Không phải là mình làm phước rồi mình hồi hướng cho cha mẹ không. Mà nếu mà cha mẹ mà còn hiện tiền đó thì sao? Thì mình tạo điều kiện. Mình tạo điều kiện để cha mẹ à, làm những cái thiện sự đó tốt đẹp hơn. À, mình khuyên giải để cha mẹ có hiểu biết, à, tự nguyện thọ trì tam quy ngũ giới, ha, à, tự nguyện bố thí, ha, à, có khi mình đưa cha mẹ đi chùa để rồi cho tạo điều kiện cho cha mẹ làm những cái công hạnh, à, hoặc là mình thỉnh chư tăng à, đến nhà rồi mình sắm sửa vật thực, mình để cha mẹ đặt bát cúng dường đến chư tăng, à, thì như vậy đó thì cái phước nó sẽ nhiều hơn. Còn thí dụ như mình làm phước, mình chia phước thì cái thân bằng quyến thuộc mình cũng hưởng được phần nào. À, nếu mà những chúng sanh đó hoan hỷ à, thích với những cái thiện pháp, rồi tùy hỷ với những cái phước báo, à, những cái thiện sự, thì mấy người đó mới đón nhận được. Còn những người mà họ à, mê lầm, ha, họ không có biết về vấn đề mà phước báo à, kia nọ đó, thì dù cho mình có chia cho họ nhưng mà họ không hưởng, ha, đó, mình có tiền có của mình cho họ nhưng mà họ nói họ không cần, mà trả lại mình đó nè, ha, thì những người đó thì họ sẽ không có nhận được. Thì xin giải thích cái thắc mắc của anh Pháp. À, chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con xin tri ân sư ạ. Con có thêm một câu hỏi nữa. Ví dụ như một số những nhà rằng hảo tâm đi làm từ thiện á. Dạ, theo quy luật đạo Phật mình thì việc ai nấy làm thì anh ấy hưởng. Nếu mình đi làm từ thiện, mình cho họ đó những cái của đó, nhưng mà những vô tình mình lại hại họ. Nói ví dụ như là bởi vì họ nghèo vì do họ không biết làm phước, mà nay mình đi tới mình cho thêm nữa thì phước mình thì có, nhưng mà họ lại nhận cái của đó của mình á, thì họ lại bị tổn phước thêm nữa. Vậy thì vô tình làm như vậy thì sẽ hại họ, là không biết đời nào họ sẽ được có ngóc đầu lên nữa. Vậy thì sự tôi cũng biết thì theo mà chúng ta nên làm phước như thế nào đối với những trường hợp như vậy, để sao mà có thể là giúp họ là thoát được cái đó luôn, hoặc là giúp như sao mà một cách rốt ráo nữa. Chứ con thấy mà
rất nhiều trường hợp mà đi tình thể từ thiện rồi là cứu giúp này. Một số trường hợp như đồng bào lũ lụt thì không nói, đó là chúng ta giúp nhau trong những cơn ngặt này. Còn đi nơi này nơi kia rồi quyên góp rồi giúp họ như vậy thì liệu nó có hợp, nó có hợp lẽ không, nó có được tốt lắm không ạ? Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Thì cái vấn đề mà họ mình bố thí thì họ sử dụng cái sự bố thí của mình như thế nào đó là cái chuyện của họ, thấy không? Bây giờ mình tạo cái thiện pháp, mình bố thí cho họ thì mình cứ bố thí, thấy không? Nếu họ ráng, họ biết đó, họ sử dụng cái này đó cho hợp lẽ đó thì họ sẽ có phước. À, còn nếu mà họ sử dụng cái này á không có đúng mục đích á thì dạ thưa sư, sư bị rất bách rồi ạ. Dạ con kính mời sư cầm mic lại ạ. Dạ con xin phép. Dạ chắc là sư bị rất mách rồi. Mời đạo huynh nha, đạo huynh có ý kiến gì không đạo huynh ơi? Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Dạ không biết là đạo tràng có nghe lại được âm thanh không ạ? À? Dạ, cảm ơn cô Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ chắc đường truyền nó bị trục trặc. À, xin quý vị quan hỷ thông cảm ha. Thì có nhiều khi á người ta cái tâm của chúng sanh á có nhiều lúc thí dụ như á họ lợi dụng, ví dụ như có những người cơ bằng cái tâm mà coi như là nằm chờ sung rụng á, họ thấy người ta khác người ta cho giúp đỡ rồi cái họ sanh ra họ lười nhác, họ cứ chờ để được người khác người ta hỗ trợ, thì như vậy đó thì sao? Thì nói khi mà mình nhận như vậy thì mình không có sử dụng nó tốt đẹp á, mình với cái tâm mà dính mắc tham muốn thì làm sao mà có phước? Đó thì sao? Thì mình phải thiếu nợ, chứ đâu phải mình hiện thời cái người mà bố thí là cái người đó có phước. Mà cái người nhận đó, nếu mà mình biết bây giờ người ta giúp đỡ cho mình, mình có điều kiện mình ráng rồi mình cũng làm những cái việc thiện lành, để mình mới trả cái công ơn cái phước của người ta, thấy không? Ví dụ như bây giờ á, cái người công nhân đi, cái người thợ, ta phải làm cật lực,
tới cuối tuần, tới cuối tháng người chủ người ta mới trả công, thấy không? Còn nếu bây giờ mình làm xà lơ xích sụi, mình biến nhát, mình né tránh, thấy không? Thành ra làm sao khi mà mình nhận cái tiền công đó, làm sao mình cảm thấy mình hổ thẹn, nó đâu xứng đáng đâu, thấy không? Đó thì cũng vậy á, khi trong cái hoàn cảnh điều kiện khó khăn người ta hỗ trợ, người ta giúp đỡ cho mình, thì sau khi mà mình vượt qua cái đó rồi, mình phải ráng nỗ lực mình làm để mình có chút đỉnh cái phước để mình hồi mình trả lại cái đáp đền cái người ta. Còn này mình còn cứ ỷ lại, mình trông chờ, mình cứ ngồi đó mình chờ người ta bố thí lại, thì làm sao mình có phước? Thì cái đó mình sẽ mắc nợ thôi đó. Cái người bố thí thì vẫn có phước, còn cái người mà họ mà sử dụng cái sự cúng dường bố thí này mà không đúng thì họ xem để đem đến những cái điều kiện không tốt đẹp. Đó, cái vấn đề mình sẵn sàng mình bố thí mình làm phước là mình việc đó của mình ha. Còn cái người họ sử dụng đúng không đúng đem đến cái lợi ích tốt đẹp cho bản thân họ, hoặc là đem đến những cái điều không tốt đẹp, thì cái đó là do họ thôi. Còn cái vấn đề cái phước mình làm thì mình cứ làm nó cũng an ổn, đem đến cái điều kiện cho mình tạo trữ những cái công đức phước báo ha. Còn thí dụ như họ chay lười chẩn mãn, rồi cứ trông cậy vào cái sự hỗ trợ giúp đỡ người khác thì như vậy họ là cái người đi dai vậy đó. Thành ra mình làm là cái việc của mình nhưng mà nếu mà giới thân bằng quyến thuộc mình á, thì mình tạo điều kiện mình giúp đỡ cho họ để có họ cái nghề nghiệp nó tốt đẹp ha. Chứ còn nếu mà bây giờ á, mình hỗ trợ họ, mình cho họ hoài á, họ ỷ lại bây giờ mình chỉ cho họ, hướng dẫn cho họ những cái nghề nghiệp gì đó ha, rồi tạo điều kiện họ để họ tự ra sức họ làm thì như vậy nó sẽ tốt đẹp hơn. Còn mà mình thấy họ khổ mình giúp đỡ, họ cứ trông chờ ỷ lại, họ ngồi đó họ chờ mình hoài, thì như vậy thì họ sẽ mang nợ. Cho nên là tùy theo đối với những người mình giúp đỡ, tùy theo những cái điều kiện để mà mình hỗ trợ mình giúp đỡ cho họ tốt đẹp hơn, chứ không phải cái gì mình cũng đem bố thí cho họ là tốt. Có những lúc mình hướng dẫn, mình chỉ dạy cho họ cái nghề nghiệp, khuyến khích họ những cái lời nói sách tấn để họ phát triển cái thiện pháp thì như vậy sẽ tốt hơn. Không phải là cứ mỗi cái mình đem cái vật chất mình bố thí thì nó sẽ đem đến cái lợi ích cho bản thân họ đâu ha. Thành ra tùy theo đối tượng, tùy theo người mà chúng ta hỗ trợ giúp đỡ họ để đem đến một cái đời sống tốt đẹp. Xin giải thích cái pháp hành và chúc nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú, chúng con xin kính tri ân ngài. Đã còn 5 phút nữa, mà ban nãy mới thấy bàn tay của Đạo Huynh, xin mời Đạo Huynh lên có chút ý kiến gì không nhá? Xin mời bàn Đạo Huynh. Còn 5 phút nữa, xin mọi người đặt thêm một câu hỏi nữa để mà cho đỡ phí thời gian ạ. Dạ, con xin phép được dâng mic đến đại tràng. Dạ, xin cảm ơn cô Pháp Nguồn Lào Cai. Biết đầu thai có nghe rõ tín hiệu không ạ? Cảm ơn tín hiệu.
cảm ơn Pháp Môn Lầu Cai cho biết tín hiệu. Dạ, trước hết đạo huynh xin kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, xin kính lễ ngài Pháp Thanh, kính chào tất cả mọi người trong đầu trang. Dạ. Hôm nay cũng là một cái ngày dương lành thì được tham dự lớp học nghe ngài Pháp Thanh giảng một cái đề tài rất là nóng bỏng, dạ, vấn đề cúng dường, dạ, vấn đề cúng dường. Thì theo cái nhận xét của đạo huynh thì thật ra cái vấn đề cúng dường thì tất cả mọi tôn giáo chỗ nào không có hết trơn á. Như đạo Công giáo thì họ khuyến khích là phải nộp 10% trong kinh thánh Cựu Ước ghi rất là rõ. Khi qua lợi đầu mùa thì Thiên Chúa biểu con người là phải dâng hiến 10% cái phần hơi lợi đầu mùa. Có những cái tôn giáo mới gần đây như cái đạo Mộc Môn chẳng hạn vậy. Không biết quý vị ở Mỹ có biết không? Đạo Mộc Môn là khi họ tới họ khuyến khích mình vô đạo, xong rồi họ bắt mình ký một cái giấy cam đoan là phải dâng cho giáo hội 10% của lợi tức hàng năm. Yeah. Rồi cái đạo Hồi giáo cũng vậy. Yeah. Họ khuyến khích là dâng 2% của tiền tiết kiệm. Thí dụ quý vị có 1.000 đồng tiền bạc chẳng hạn ha, thì họ khuyến khích là nên dâng tặng cho người nghèo 2%, tức là 20 đồng. Thì cái sự hứa hẹn là nếu mình dâng như vậy đó thì mình sẽ được được trả công bội hậu, được cái phước chẳng hạn như trong cái niềm tin Phật giáo mình là mình cúng dường để mình được phước. Yeah. Như cái ông nhà giàu này, ông bỏ thực phẩm trong cái bát, con nói có ra nó xài thì thiếu sữa con, rồi ông lại quay trở lại ông hỏi là gia nhân ông bỏ trong đó là món gì, ông thấy những cái món đó sao ngon quá mà sao mà bỏ vậy, uống đi. Thật ra thì cái tâm lý của cái ông nhà giàu này cũng chẳng khác gì riêng tôi, và cũng có thể trong quý vị cũng có nữa. Khi mình cúng dường thì lúc nào mình có cái tâm là thôi mình cúng để mình được phước nè, mình làm vậy để mình tạo phước cho mình. Yeah. Nhưng mà theo chúng tôi nghĩ là cái vấn đề cúng dường nó là cả cái nghệ thuật. Yeah. Người ta nói là cái gì, của cho không mà cách cho, phải không nè. Yeah. Nếu mà cái tâm mình cũng nghĩ tới cái chuyện mình cho để mình lấy lại thì theo chúng tôi nghĩ đấy không phải là đó là sự cúng dường, mà đó chỉ là cái sự trao đổi thôi. Mình bỏ con tép mình bắt được con tôm. Yeah. Theo chúng tôi nghĩ là vấn đề cúng dường là trước hết nó có mình cúng dường, mình bố thí cho người nghèo, mình bố thí cho một người vô gia cư, cho một cái chùa nào đó, cho một vị sư nào đó. Thì trước hết này mình được cái tâm an lạc này, là cái phần thưởng này. Chứ chẳng cái cần gì phải có phước ở trong rồi. Yeah. Thì không biết đạo huynh nói vậy sư có thấy có hợp lý không ạ? Nếu mà con nói mà con sai thì xin ngài sửa cho con. Yeah. Tại lúc nào con cũng quý sư như một người thầy, một người đàn anh đi trước. Và trong quá khứ chúng con cũng có dịp đàm đạo với sư. Yeah. Thì một lần nữa Nam Mô Bổn Sư Giá, kính chúc sư sức khỏe, đàn thính pháp an vui. Yeah. Bây giờ xin nhường mic lại cho đạo trang, cho cô Pháp Nguồn Lầu Cai. Yeah. Sa thú, Nam Mô Bổn Sư Giá. Nam Mô Bổn Sư Giá, Nam Mô Tham Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Thì mỗi cái tôn giáo thì nó có những cái quy định riêng. Nhưng mà đối với Phật giáo đó, thì trên tinh thần tự nguyện ha. Chứ không có cái quy định, không có cái ràng buộc gì hết. Nếu mà mình cảm thấy mình hoan hỷ, mình thực hành, thì mình sẵn sàng đóng góp, mà cúng dường bố thí là vật thực,
thuốc chữa bệnh, rồi trú xứ, rồi trong bốn món vật dụng đó mình có điều kiện mình làm được bao nhiêu mình làm. Tự nguyện, với tinh thần tự nguyện mình làm, chứ mình không có vấn đề mà quy định ràng buộc gì ha. Đó, ra cái trong cái giáo pháp của Đức Phật là như vậy. Thời gian thì đến đây nó cũng vừa phải lẽ, thành ra chỉ trả lời ngắn gọn với đạo huynh. Chúc đạo huynh nhiều sức khỏe an vui. Bây giờ xin mời cô Pháp Ngô Lào Cai sám hối, rồi xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Với phước báo này thì kính cầu mong chư tôn đức pháp thể an an, chúc tất cả quý tu nữ quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tạo trữ được nhiều công đức phước báo. Cầu mong tất cả chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Xin mời cô Pháp Ngô Lào Cai. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa tu tha thứ. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng buổi pháp ngày hôm nay, thì đạo tràng chúng con có được nhiều sự an vui, sự lợi ích dài lâu. Dạ, một lần nữa chúng con xin kính tri ân toàn thể chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ đã hiện diện trong Zoom. Con kính cảm ơn đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh nghe pháp, và cảm ơn tất cả những huynh đệ đã cùng chia sẻ để mà thể đặt câu hỏi, ngài chia sẻ thêm cho đạo tràng được thêm sự hiểu biết ạ. Và sau đây con xin phép thay mặt đạo tràng tụng sám hối tam bảo và xin kính thỉnh ngài tụng chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Út ca măng ghê na văn đề hằng bà đa băng sùng qua rút ta măng út thế yô khá li tổ đồ sô út thô khá ma tu tăng ma măng út ta măng ghê na văn đề hằng thầm mạnh cha đu vi thăng qua rằng thầm mê yô khá li tổ đồ sô thầm mô khá ma tu tăng ma măng út ta măng ghê na văn đề hằng sang khánh cha đu vi thô ta măng sang khê yô khá li tổ đồ sô sang khô khá ma tu tăng ma măng. Dạ, con xin kính dâng mic đến thượng tọa Pháp Thanh để xin ngài tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tràn đầy phước báo trong ngày hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Khai giá. Xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Phàm tu sắp ba măng ga lăng rắc khăn tu sắp ba đê qua ta sắp ba bồ tha nu va ve na sa na so thi pho văn tu tê phàm tu sắp ba măng ga lăng rắc khăn tu sắp ba đê qua ta sắp ba tham ma nu va ve na sa na so thi pho văn tu tê phàm tu sắp ba măng ga lăng rắc khăn tu sắp ba đê qua ta sắp ba sang kha nu va ve na sa na so thi pho văn tu tê. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đất của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú, chúng con xin kính tri ân ngài, con kính ngài nghỉ ngơi, con mong ngài thân tâm luôn an lạc, đạo quả sớm viên thành. Dạ, con xin phép được hồi hướng nguyện công đức đã làm kết giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu âm đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Khà giá. Dạ, buổi học pháp hôm nay đến đây xin được kết thúc. Trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay con có điều gì sơ sót, kính mong quý sư cùng toàn thể đạo tràng hoan hỷ bỏ qua cho con ạ.